Sữa đổ màu dương vô lại đây nha mọi người. Bây giờ mình tô cái thân nó xong rồi nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ tô cái này nha. Cái này của nó thì mình sẽ tô màu đỏ nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ tô màu đỏ cho nó nha. Nên là màu đỏ nha mọi người, tô màu đỏ thì thích nha. Rồi, ok nha mọi người. Bây giờ mình tô hai màu chính của nó rồi nha. Tiếp theo mình sẽ tô cái móng chân của nó nha mọi người. À, thì nãy mình tô thiếu phần này nha mọi người, thiếu cái chân của nó. Bây giờ sẽ tô cái móng chân của nó nha mọi người. Chung của nó là tô màu xanh này nha mọi người. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tô cái đốm mai này nha mọi người. Mai thì mình sẽ tô màu xanh này nha mọi người. Rồi. Bây giờ tôi cuối cùng là mình sẽ tô cái chú này nha mọi người. Chưa nghe nó cũng ok nha mọi người. Như vậy mình đã hoàn thành tô màu xong một bức tranh bằng cát như thế này nha mọi người. Nó một tranh mình cũng vật rất dễ thương như thế này nha. Ok, video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu như mọi người thấy video này hay, vui nghĩ thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Sẽ rồi nhiều video tiếp theo hay hơn nha mọi người. Ok, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người những video tiếp theo nha.